Oh, hello, xin chào quý vị và các bạn, chào đồng bào cả nước, chào các em nhỏ và các bạn học sinh. Tại sao các bạn vào rồi nhà tôi? Nghe chuyện cổ tích không? Vì hôm nay tôi có một câu chuyện hoàn hảo cho các bạn. Cổ tích cho người hôi nách, chú bé quàng khăn đỏ. Ngày xưa, trong những năm đầu của thế kỷ 21, ở vương quốc nọ có một chàng hoàng tử tên là Nguyễn Tuân. Hoàng tử Nguyễn Tuân đẻ ra đã có khí chất thông minh khác người. Vừa lọt lòng, chàng đã có thể đọc thuộc bảng cửu chương và biết cân bằng phương trình hóa. Chàng học một hiểu mười, đẹp trai không có góc chết. Hoàng tử ra đường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, dân chúng mến mộ từ đó gọi chàng là chú bé quàng khăn đỏ. Một ngày nọ, vua cha gọi hoàng tử đến rồi nói: bà nội con đã bị mụ phù thủy bắt cóc, mau đi giải cứu bà thì tao mới nhường ngôi, không cứu được thì cút. Rồi đuổi mẹ chàng ra khỏi nhà. Để đến nhà bà nội, chàng phải băng qua rừng nghiện. Nhớ lời vua cha, rừng nghiện đầy rẫy hiểm nguy, đi đường phải cụp cái pha xuống, nên hoàng tử hết sức đề phòng. Chết có mẹ mày đấy! Rồi, mẹ thằng khùng này, tao làm gì mà mày đánh tao? Mày im đi, con sói giang ác, vừa nghiện lại còn vừa ác. Mày tính rình rập ám sát tao chứ gì? Ám con mẹ mày, mày bị ám quẻ à? Tao đang ngồi giữa đường thì mày xông vào đánh tao mà. Nào, cái mồm. Bố mày là hoàng tử đấy nhá, thích phạm húy không? Rừng nghiện đầy dãy hiểm nguy, không cẩn thận để chết à? Thế đầy dãy hiểm nguy nên cứ gặp nghiện là phải đánh trước nói sau à? Tao nghiện thì tao ăn hết của nhà mày chắc. Nghiện thì mất quyền công dân à, hay là như nào? Tin mới sáng sớm bố mày đấm cho từ chú bé quàng khăn đỏ thành chú bé quàng khăn tang không? Nhận ra mình sai, hoàng tử đành quỳ xuống xin lỗi cho sói. Sói nguôi ngoai mới kể cho hoàng tử nghe về quá khứ của mình, rằng trước đây sói không phải tên là sói. Sói trước đây tên là Linh. Chỉ vì một lần Linh lỡ bắn chim, ai ngờ bắn trúng con đại bàng do mụ phù thủy hóa thành, nên đã bị mụ phù phép biến thành con chó rồi ném thẳng vào rừng. Linh kể rằng mụ phù thủy rất hùng mạnh, miệng mụ thét ra lửa, tay thì phóng ra lưỡi tầm sét. Vài người nói mắt mụ thậm chí còn có thể bắn ra được cả tia laser. Hoàng tử nghe xong cũng reng réng, nhưng nhận ra cả hai có cùng một mục tiêu. Hoàng tử và chó sói quyết định bắt tay cùng nhau lên đường tiêu diệt phù thủy để cứu bà nội cũng như giải lời nguyền cho chó sói. Hai người cùng nhau băng rừng vượt núi. Dù xa xôi cách trở, hoàng tử và chó sói vẫn đoàn kết cùng nhau vượt qua. Dù núi đao biển lửa cũng không thể cản bước hai người họ. Tiến lên đi hỡi bạn của ta, mày giỏi mày xuống, mẹ mày đây mà bơi đi này. Hai người cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi mãi. Có lẽ cả hai đã bị lạc. Bỗng nhiên hoàng tử và chó sói bắt gặp một chàng trai đang ngồi tù huyết áp bên lề đường. Mẹ loài người bây giờ máu lạnh thế gì, không hỏi han nhau được câu gì à? Dù không muốn nhưng vì lòng trắc ẩn, hoàng tử và chó sói vẫn ngồi xuống nghe lời cầu khẩn của chàng trai. Anh ta nói rằng cây cầu phía trước được canh giữ bởi rồng thần vĩ đại, muốn qua phải trả lời được câu đố của nó. Đúng thì sẽ được cấp visa, còn sai sẽ bị rồng thần ăn thịt. Nghe nói câu đố của rồng thần khó đến nỗi hàng nghìn tráng sĩ được cử đến vì không trả lời được mà đã phải làm mồi cho rồng thần hung ác. Hoàng tử và sói đi được vài bước thì rồng thần xuất hiện. Hai đứa chúng mày là ai? Đến đây có việc gì? Rồng thần nói: thưa rồng thần vĩ đại, tôi là hoàng tử đến từ một vương quốc xa xăm, còn đây là chó sói tùy tùng của tôi. Chúng tôi đang trên đường đánh bại mụ phù thủy giang ác để giải cứu bà nội. Mong rồng thần nhanh chóng cấp visa để chúng tôi lên đường kẻo trễ. Được, nhưng muốn qua cầu thì phải giải được câu đố của ta. Vãi! Mày bị điếc à? Đi đánh phù thủy chứ phải thi trạng nguyên, đéo đâu bắt người ta giải hóa. Ủa, bị làm sao đấy? Bỏ tao ra để tao đớp luôn. Ơ, hai thằng này chúng mày buồn cười nhỉ? Sân của tao, luật của tao, không chơi được thì bước cứ chửi bố mày ăn cức à? À, tổ sư quang rồng chơi bời không sanh chính, tao xùy chó cắn chết cụ mày. Linh đâu, chơi đó. Mẹ con chó phản bội, mày phản tao vì 2 triệu thật đấy. Sao mày hèn đấy hả Linh? Im mẹ mồm đi, 2 triệu có phải lá mít đâu. Mày nuôi bố mày được ngày nào mà gáy to thế hả, thằng nhà quê đầy tham vọng. Nhận ra mọi chuyện chẳng đi đến đâu, hoàng tử đành quỳ xuống giảng hòa với rồng thần.
nể phục trước quyết tâm cứu bà của hoàng tử và sói, rồng thần hứa sẽ giúp hai người với điều kiện là phải nhìn vào cái iPad. Video này được tài trợ bởi Honkai Impact Bạc. Bạn có phải là Weeaboo? Vì hôm nay tôi có một tựa game hoàn hảo dành cho bạn. Honkai Impact 3 là game hành động 3D cho phép bạn nhập vai làm anh hùng giải cứu thế giới. Một tổ đội với 3 thành viên đầy trai xinh gái đẹp cùng nhau hợp sức đẩy lùi thế lực bóng đêm. Rất hoàn hảo dành cho người Weeaboo. Phiên bản 7.0 chào mừng mác cà rồng dễ thương cùng với bộ cưa máy. Ai cũng nghĩ đàn ông chỉ thích những cô nàng da trắng mặc xinh, nhưng thứ đàn ông thực sự yêu thích là bạo lực. Ấy thôi. Và Terry Kula có toàn bộ những đặc điểm đấy. Tóc trắng, váy đen, pha tí màu đỏ. Dù không phải là Weeaboo nhưng tôi rất thích tạo hình đấy. Mẹ ơi, con muốn cô này. Và tôi đã nói nếu tham gia sớm bạn sẽ nhận được 25 lần gacha miễn phí chưa? Miễn phí, xin nhắc lại. Và còn rất rất nhiều trang phục cấp S huyền thoại khác đang chờ bạn ở bản cập nhật 7.0 của Honkai Impact. Ở đây bọn tôi có đồ công sở đây. Và đừng quên chúng ta sẽ có vũ khí mới. Một viên gạch. Đạo diễn ơi, kịch bản đúng không đấy? Gạch ấy. Tưởng tượng chiến đấu đẩy lùi thế lực bóng đêm bằng một viên gạch bao giờ chưa? Honkai Impact chuẩn bị có đây. Tải ngay Honkai Impact theo đường link tôi để ở dưới. Game có mặt trên mọi nền tảng iOS, Android và PC. Cảm ơn vì đã tài trợ video này. Thế rồi rồng thần đưa chúng tôi đến nhà mụ phù thủy. Càng đến gần lâu đài của mụ càng hiện rõ, và đó là khởi đầu cho trận chiến cuối cùng. Giải cứu bà nội thành công, hoàng tử sau đó lên ngôi vua và trở thành một đấng minh quân xuất sắc. Còn sói thì chào tạm biệt hoàng tử rồi lên đường ra khơi làm vua hải tặc. Có người nói Linh sau đấy đã tìm ra One Piece. Từ đó thế giới hòa bình mãi mãi về sau. Hết chuyện. Bạn tưởng là đã hết video rồi đúng không? Chào mừng đến với chương trình cuối mỗi video. Tôi gọi đó là comment đi và bạn sẽ lên TV someday. Nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Comment đầu tiên của bạn Nguyễn Thị Vô Diện à? Anh ơi, em đang thắc mắc tại sao Linh lại là con cá sấu, Diệu là con kỳ lân, còn anh là con vô diện ạ. Thứ nhất ấy, thì con tuna nó không phải là con vô diện. Về lý thuyết thì con tuna là một con cá, nhưng mà bởi vì tôi không bao giờ vẽ nó ở góc nhìn sau lưng cho nên các bạn không thấy, chứ thực tế là ở dưới đích nó có một cái vây rất là nhỏ dùng để điều hướng khi ở dưới nước. Nếu có so sánh thì nó cũng chỉ là cái mochi bước đi thôi. Con mừng tiếp theo của Huy Đặng. Đây có thể là video mang tính chỉnh chu và hoàn hảo nhất của chú. Nó chứa đựng một cốt truyện rất lắng đọng, sâu sắc. Video này đã chữa các bệnh suy dinh dưỡng hiểm ác của cháu bằng cách lôi cuốn cháu vào việc ăn tới ba tô cơm. Chú cảm ơn Huy nhá, nhưng mà Huy ơi, lần sau Huy định khen chú thì Huy khen thật lòng một tí. Chứ Huy khen kiểu này người ta đọc vào người ta lại bảo chú là chú nick clone của ông Tuân tự sục. Chú cảm ơn Huy.